Ngay trong kiếp sống này, cuốn băng thứ 13, Bát Chánh Đạo. Không có bất thiện trên Bát Chánh Đạo. Với nhóm giới, định, huệ, Bát Chánh Đạo mang lại cho cuộc sống chúng ta sự hoàn chỉnh và chính trực. Nhóm giới trong Bát Chánh Đạo. Chánh ngữ là lời nói thật. Chánh ngữ còn mang các đặc tính khác. Lời nói phải đem đến sự hòa hợp. Lời nói phải êm dịu, vui vẻ, không khiến người nghe khó chịu, đem lại lợi ích và không nhảm nhí vô bổ. Thực hành chánh ngữ, chúng ta sẽ thoát khỏi bốn bất thiện ngữ: nói láo, nói đâm thọc, nói lời nói dữ, nói lời vô ích. Chánh nghiệp bao gồm việc thu thúc hay giữ gìn giới luật. Chúng ta phải tránh ba loại hành động bất thiện: sát sanh, trộm cắp, tà hạnh. Chánh mạng, sự nuôi mạng chân chánh, hợp pháp, không bị chỉ trích, không bị chê trách, tránh xa các tà mạng, không buôn bán rượu, không buôn bán thuốc độc, không buôn bán khí giới, không buôn bán thịt, không buôn bán người. Loại bỏ được các bất thiện pháp trong ba lĩnh vực trên thì ta sẽ tránh được các phiền não thô tướng. Phiền não là kẻ thù của chúng ta, chúng phải được xem và được nhận ra như vậy. Thoát khỏi kẻ thù là thoát khỏi nguy hiểm. Nhóm định trong Bát Chánh Đạo. Nhóm định gồm ba yếu tố: chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Bạn sẽ quen thuộc với nhóm này nếu bạn theo lời chỉ dẫn hành thiền. Khi bạn cố gắng chú tâm vào bụng, đó là chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn có năng lực đẩy các loại phiền não sang một bên. Khi chánh tinh tấn được đẩy mạnh, chánh niệm hoạt động hữu hiệu để quan sát đối tượng. Chánh niệm lại hoạt động như một người bảo vệ tinh tấn, đẩy phiền não ra khỏi đường, và chánh niệm đóng cửa không cho chúng vào. Bây giờ tâm có thể tập trung sâu xa hơn, từ sát na này sang sát na khác. Tâm nằm trên đề mục, tập trung không tản mạn, an tịnh, đó là chánh định. Khi ba yếu tố này hiện diện thì nhóm định phát triển tốt đẹp. Vào lúc này, tâm phiền não và tâm bất thiện bị đẩy xa. Nhóm định trực tiếp đàn áp tâm bất thiện. Nhóm huệ trong Bát Chánh Đạo. Từ sát na này sang sát na khác, tâm bạn trở nên trong sáng và an tịnh nhờ sự tinh tấn của chính bạn. Trong một phút, bạn có 60 lần tâm thoát khỏi sự bất thiện. Trong 2 phút, bạn sẽ có 120 lần. Hãy nghĩ xem bao nhiêu lần an tịnh bạn có được trong một giờ hay trong một ngày. Đó là chỉ tính mỗi giây một lần an tịnh thôi. Trong mỗi giây đó, bạn sẽ thấy tâm rơi ngay trên đối tượng. Đó là chánh hướng tâm hay chánh tư duy, một yếu tố của nhóm huệ trong Bát Chánh Đạo. Khi tâm đã hướng vào đề mục một cách chính xác, tâm sẽ thấy đề mục rõ ràng, trí tuệ sẽ phát sinh. Trí tuệ thấy rõ hay biết rõ các hiện tượng đúng theo chân tướng của nó, tạo nên chánh kiến, một yếu tố của nhóm huệ trong Bát Chánh Đạo. Nếu tâm rơi chính xác trên đối tượng, trí tuệ sẽ nảy sinh, thấy rõ bộ máy nhân duyên, nhân quả tương quan, nối hiện tượng thân và tâm vào với nhau. Nếu tâm rơi trên vô thường, tâm sẽ thấy rõ ràng và hiểu rõ ràng vô thường là thế nào. Như vậy,
chánh hướng tâm hay chánh tư duy và chánh kiến liên kết với nhau. Chánh kiến này kết quả từ chánh hướng tâm, có năng lực hủy diệt hạt giống bất thiện tâm. Hạt giống bất thiện tâm là những phiền não cực kỳ vi tế và tiềm ẩn bên trong. Chúng chỉ bị hủy diệt khi trí tuệ có mặt. Và trí tuệ chỉ phát sinh do sự thực hành, không phải do tưởng tượng. Có lẽ bây giờ bạn đã hiểu rõ tại sao Đức Phật bảo rằng Bát Chánh Đạo là con đường thẳng, con đường chân chánh. Những lời nói, hành động và việc làm bất thiện sẽ bị giới, định, huệ trong Bát Chánh Đạo chế ngự. Đi thẳng trên đường này, thiền sinh sẽ vượt qua mọi bất thiện pháp và thoát khỏi mọi hiểm nguy. Niết bàn là cõi trời và đạo là cõi trời. Đức Phật đoan chắc với vị trời mới rằng chánh đạo sẽ dẫn đến một cõi trời an toàn. Chỉ cõi trời ở đây được giải thích rất dài trong chú giải, nghĩa là Niết bàn, nơi không còn một chút nguy hiểm sợ hãi. Già và chết được chế ngự, gánh nặng đau khổ đã được bỏ xuống. Một người đạt được Niết bàn sẽ được bảo vệ hoàn toàn, bởi thế được gọi là người vô úy, người thoát khỏi mọi sự sợ hãi, mọi hiểm nguy. Muốn đến được cõi trời an toàn là Niết bàn này, hãy đi trên phần siêu thế của Bát Chánh Đạo. Siêu thế ở đây có nghĩa là vượt ra ngoài thế giới này. Bạn không thể đạt đến Niết bàn mà không đi trên đường này. Niết bàn là cõi trời cao tột. Chúng ta đã tìm hiểu giới, định, huệ. Khi giới được trong sạch, ta không bị hối hận dày vò, không bị các bậc thiện trí chê trách, không bị luật pháp trừng phạt và không bị tái sanh vào các cảnh khổ. Khi định được hoàn thành, ta không còn bị các phiền não tư tưởng chi phối. Phiền não tư tưởng là những phiền não nằm trong tâm và đàn áp tâm ta. Phiền não này nếu có dịp sẽ chuyển sang hành động và lời nói bất thiện. Trí tuệ nội quán khởi sinh do chánh niệm và chánh định, có năng lực chế ngự các phiền não vi tế này, các phiền não ngủ ngầm. Bởi thế, dầu chưa đạt được sự an toàn vĩnh viễn của Niết bàn, người hành thiền cũng được bảo vệ khỏi mọi điều sợ hãi khi đi trên Bát Chánh Đạo. Con đường này, chính nó là cõi trời. Phiền não chịu trách nhiệm về những mối hiểm nguy trên thế gian này. Mê muội, tham ái và dính mắc là phiền não. Từ vô minh bị ngự trị bởi tham ái, con người tạo nghiệp rồi nhận quả. Do tác động tạo nghiệp trong quá khứ, chúng ta tái sanh vào cõi đời này với thân và tâm như bây giờ. Nghĩa là đời sống hiện tại của chúng ta là kết quả của những nguyên nhân trước đây. Thân tâm này đến lượt là trở thành đối tượng của tham ái và dính mắc. Tham ái và dính mắc tạo nên nghiệp. Nghiệp là điều kiện hay nhân để tái sinh lần nữa. Thế rồi lại tham ái và dính mắc vào thân tâm. Cứ thế, chúng ta bị quay tròn mãi mãi. Phiền não, nghiệp và quả là ba yếu tố của vòng luân hồi. Đó là luân hồi trong tam giới, không có điểm khởi đầu. Và nếu không tham thiền thì cũng không có điểm chấm dứt. Nếu không có vô minh thì vòng luân hồi này cũng không có. Chúng ta đau khổ trước tiên từ sự si mê, không biết, không thấy rõ. Trên sự si mê này là tà kiến, ảo tưởng
thấy sai sự thật. Nếu không hành thiền một cách sâu xa, chúng ta không thấy được chân tướng của sự vật là vô thường, khổ và vô ngã. Bản chất của thân và tâm chỉ là hiện tượng sinh diệt từ sát na này đến sát na khác. Nhưng vì si mê nên chúng ta không thấy được điều này. Chúng ta cũng không biết rằng sự sinh diệt áp chế khiến ta phải đau khổ. Chúng ta không thấy rõ rằng chẳng có ai kiểm soát, điều khiển tiến trình này. Chẳng ai ở đằng sau nó. Nếu chúng ta hiểu một cách sâu xa ba đặc tính của thân và tâm này, chúng ta sẽ không tham ái hay dính mắc. Rồi bởi vì si mê, chúng ta thêm ảo tưởng vào thực tế. Chúng ta lại cho rằng thân và tâm là trường tồn, không thay đổi. Chúng ta sung sướng, vui vẻ khi có thân và tâm này. Và chúng ta lại cho rằng có một tự ngã hay tôi vĩnh viễn chịu trách nhiệm tiến trình thân tâm. Hai loại si mê, không thấy rõ hay thấy sai, là nguyên nhân phát sinh tham ái và dính mắc. Dính mắc upadana chỉ là một hình thức kiên cố hơn của tham ái. Sự ham thích sắc tốt, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, nơi đụng chạm vừa lòng, và sự suy nghĩ thích thú khiến ta tham luyến vào những đối tượng mới đến với chúng ta. Nếu chúng ta đạt được những gì chúng ta muốn, chúng ta sẽ dính mắc vào chúng và không muốn mất chúng. Điều này tạo nên nghiệp khiến ta bị luân hồi trong vòng tái sanh. Làm thế nào để phá vỡ vòng luân hồi? Dĩ nhiên có nhiều loại nghiệp. Nghiệp ác đem lại quả ác và khiến chúng ta luân lưu trong vòng tam giới, trong khi đi trên phần tiên khởi của bát chính đạo. Chúng ta không cần phải lo lắng vì sự trả quả của các nghiệp bất thiện, vì chúng ta đã tránh xa các hành động ác. Giới bảo vệ thiền sinh khỏi đau khổ trong tương lai. Nghiệp thiện mang lại kết quả hạnh phúc, tuy nhiên cũng thúc đẩy ta luân lưu trong vòng luân hồi. Nhưng khi hành thiền, nghiệp trường tồn không còn phát sanh nữa. Nhìn những gì đến và đi là thiện nghiệp. Thêm vào đó, nó không khiến ta tiếp tục ở trong vòng luân hồi. Trong ý nghĩa tinh túy thì việc hành thiền không tạo ra quả. Khi chánh niệm đủ chính xác, ngăn cản tham ái phát sinh, và như thế cũng ngăn cản sự phát sinh chuỗi hậu quả tiếp theo liên quan đến sự sinh tồn là nghiệp sinh, già, đau và chết. Từ sát na này sang sát na khác, thiền minh sát phá vỡ vòng luân hồi của phiền não, nghiệp và quả. Khi tinh tấn chánh niệm và chánh định hoạt động, thì chánh hướng tâm sẽ khiến tâm xuyên thấu bản chất của các pháp, và ta sẽ thấy sự vật đúng theo thực trạng của chúng. Ánh sáng trí tuệ xóa tan sự tâm tối của si mê. Khi không còn si mê thì ái dục không sinh khởi. Nếu ta thấy một cách rõ ràng vô thường, khổ và vô ngã thì tham ái sẽ không phát sinh và sự dính mắc sẽ không nối chân theo được. Như vậy, ta có thể nói vì không biết nên dính mắc nắm giữ. Khi biết thì không dính mắc nắm giữ nữa. Không dính mắc nắm giữ thì không tạo nghiệp và do đó sẽ không gặp quả. Vô minh dẫn đến tham ái và dính mắc nắm giữ vào sự sinh tồn và tà kiến tự ngã. Đi trên bát chánh đạo, bạn sẽ giết chết nguyên nhân của vô minh. Nếu chúng vắng mặt, dầu trong một sát na, thì sẽ có giải thoát.
vòng luân hồi bị phá tan, đó là cõi trời mà Đức Phật đã nói đến. Trong lúc giữ tâm chánh niệm, bạn được thoát khỏi vô minh, thoát khỏi các hiểm nguy của phiền não, thoát khỏi tác động của các nghiệp đáng sợ dẫn đến đau khổ trong tương lai, và vui hưởng sự an toàn bảo đảm. Có lẽ bạn nghĩ rằng thân và tâm này thật đáng sợ và bạn muốn loại bỏ nó. Được, nhưng như vậy không có nghĩa là tự tử. Nếu muốn giải thoát, bạn phải thông minh hơn. Khi hậu quả được quan sát thì nguyên nhân sẽ bị tiêu diệt. Đó không phải là sự hủy diệt trong nghĩa tích cực, mà chỉ là sự vắng bóng của lực trường tồn. Chánh niệm hủy diệt nguyên nhân đem đến một thân tâm tương tự trong tương lai. Khi tâm chánh niệm chánh định và có sự hướng tâm đúng đắn để quan sát các đối tượng ngay khi chúng phát sinh tại sáu cửa giác quan, thì vào lúc ấy phiền não không thể xâm nhập vào được, chúng hoàn toàn không thể khởi sinh được, bởi vì phiền não là nguyên nhân của nghiệp và tái sinh. Nên khi phiền não không thể khởi dậy được thì chuỗi tiếp nối sinh tồn trong tam giới bị đoạn tuyệt, sẽ không có hậu quả trong tương lai nếu không có nhân trong hiện tại. Hành theo bát chánh đạo, đạt các tuệ minh sát, cuối cùng thiền sinh sẽ đến cõi trời niết bàn, thoát khỏi mọi đau khổ. Có bốn tầng niết bàn, mỗi tầng một số phiền não được tận diệt. Cõi trời cao tột sẽ ở tầng niết bàn cuối cùng, đó là A-la-hán. A-la-hán tâm hoàn toàn thanh tịnh, trong sạch. Nhập lưu chứng ngộ niết bàn lần đầu. Vào lúc chứng ngộ niết bàn lần đầu, lúc đạt tu đà huần đạo, đạo tâm của người nhập lưu thì không phải tái sanh vào bốn cảnh khổ: súc sanh, ngạ quỷ, Atula, địa ngục, vì các loại phiền não gây ra sự tái sinh vào các cảnh khổ đều bị tận diệt. Lại nữa, vị tu đà huần không bao giờ tạo các nghiệp khiến tái sinh vào bốn ác đạo. Và nghiệp quá khứ có thể dẫn đến việc tái sinh vào bốn cảnh khổ cũng bị vô hiệu. Ở mức độ giác ngộ cao hơn, nhiều loại phiền não khác bị tận diệt. Cuối cùng, khi đạt A-la-hán đạo, thì mọi phiền não, nghiệp và quả đều bị tận diệt. Vì A-la-hán không còn bị các tai họa của các phiền não này nữa. Khi vị A-la-hán chết, Ngài sẽ vào cõi trời Niết Bàn, từ đó không còn bước vào vòng luân hồi tam giới nữa. Ngay ở mức giác ngộ thấp nhất, bạn cũng loại trừ được một số tư tưởng hay hành động bất thiện. Theo thanh tịnh đạo, thì khi đạt quả tu đà huần, bạn sẽ không còn tự trách mình, không bị các bậc thiện trí chê trách và không còn bị các hiểm nguy của các hình phạt và không bị rơi vào các cảnh khổ. Người thế chưa đạt quả tu đà huần chẳng khác nào kẻ lữ hành theo một hành trình nguy hiểm. Nhiều hiểm nguy đang chờ đợi họ khi họ muốn vượt rừng rậm, sa mạc. Bởi thế, họ phải chuẩn bị hành trang thật tốt và đầy đủ. Một trong những thứ cần thiết cho cuộc hành trình gian nguy như thế là một chiếc xe tốt. Đức Phật đã cấp cho vị trời Tỳ Khưu một chiếc xe an toàn, quý báu. Ngài nói, ngươi sẽ đi trên một chiếc xe hoàn toàn yên tĩnh. Vừa mới chứng kiến cảnh ồn ào náo nhiệt của thiên khung, vị trời chắc chắn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng, yên tĩnh khi đi trên chiếc xe mới mẻ vừa được Đức Phật ban cho. Chúng ta tìm hiểu thêm
ý nghĩa của lời dạy này. Phần lớn các chiếc xe đều ồn ào. Những loại xe vào thời kỳ Đức Phật rất ồn ào. Xe kêu ken két và cọc cạch vì không được vô dầu mỡ đầy đủ, hoặc vì làm bằng những loại gỗ xấu, hoặc chở nặng hay chở nhiều người. Nhưng chiếc xe ngày nay, những chiếc xe ngày nay cũng vẫn còn có tiếng động. Chiếc xe do Đức Phật ban là một chiếc xe khác hẳn loại xe bình thường. Xe di chuyển không gây ra một tiếng động. Dầu có chở đến hàng ngàn hay hàng triệu người, chiếc xe này chở tất cả mọi người đến nơi một cách an toàn. Xe êm ả vượt qua núi đồi, xuyên qua rừng rậm, băng qua sa mạc, vượt qua bể khổ, không chút trở ngại. Đó là chiếc xe của sự thực hành thiền minh sát của Pháp Chánh Đạo. Khi Đức Phật còn tại tiền, hàng triệu chúng sanh đắc đạo chỉ đơn giản do nghe Ngài thuyết Pháp. Nhiều vị chỉ nghe một lần mà giác ngộ. Tất cả các chúng sanh này đều cùng đi trên một chiếc xe. Chiếc xe không gây ra tiếng động, nhưng hành khách thường huyên náo ồn ào, trừ những hành khách đã diệt một số phiền não. Những ai đã thấy rõ quả trời Niết Bàn, xưng tụng tán thán: chiếc xe thật kỳ diệu làm sao, nó đã chạy một cách êm thấm tốt đẹp và đã đưa tôi đến chỗ giải thoát. Họ là những bậc thánh Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Họ ca tụng chiếc xe bằng nhiều cách. Tâm tôi đã hoàn toàn thay đổi, tâm tôi tràn đầy đức tin, trong sáng như pha lê và khoáng đạt bao la. Trí tuệ đã hiển bày trong tôi, tâm tôi mạnh mẽ, ổn định và bền bỉ, an nhiên, tự tại, đối diện với những thăng trầm của cuộc đời. Các bậc thánh nhân ca tụng chiếc xe này vì họ đã tự thân kinh nghiệm sự đình chỉ của tiến trình tâm, tâm sở và tất cả những hiện tượng phát sinh từ tâm. Đạt được tình trạng này, thân tâm họ tràn đầy hỷ lạc, an vui và thanh tịnh kỳ diệu. Khi có kẻ thân yêu lìa bỏ quả đời, người ta thường khóc lóc, than van, buồn khổ, thương tiếc. Đối với các vị A-la-hán, các ngài đã nhổ tận gốc rễ các loại phiền não, từ thô sơ cho đến vi tế, nên cái chết đối với các ngài là cái gì tự nhiên. Các ngài sẵn sàng đón nhận khi nó đến. Các ngài có thể nói, rốt cuộc cái khối đau khổ này cũng bị tan rã. Đây là kiếp sống cuối cùng của ta. Ta không còn bao giờ đối đầu với đau khổ nữa, chỉ có an lạc ở cõi trời Niết Bàn. Sự cao quý của một A-la-hán có thể vượt ngoài khả năng hiểu biết của bạn, nhưng bạn có thể tự biết, tự cảm nhận một vị A-la-hán sẽ cảm thấy như thế nào. Hãy xem việc thực hành của chính bạn. Bạn có thể đã từng chế ngự được các chướng ngại căn bản: tham lam, sân hận, giả dưỡi, buồn ngủ, bất an và hoài nghi, và có thể thấy một cách rõ ràng bản chất của đối tượng. Bạn có thể đã từng thấy được sự khác biệt giữa thân và tâm, hay thấy các hiện tượng sinh và diệt trong từng khoảnh khắc một. Thấy được sự sinh diệt là một sự giải thoát và an lạc vui tươi. Sự hỷ lạc, sự trong sáng của tâm này là kết quả của việc thực hành. Đức Phật dạy, những người đã đạt các tầng thiền sẽ có được một hỷ lạc lớn lao, vượt hẳn mọi hạnh phúc do các dục lạc giác quan đem lại. Dầu đó là dục lạc cõi người hay cõi trời,
Các tầng thiền ở đây là các tầng thiền trong thiền chỉ hay sự định tâm trong từng sát na một của thiền minh sát. Nếu thiền sinh có thể duy trì chánh niệm liên tục, sẽ kinh nghiệm được niềm hỷ lạc sâu xa của việc hành thiền. Thiền sinh sẽ hưởng được hương vị của giáo pháp mà trước đây chưa từng nếm qua. Thiền sinh có thể tự cảm thán: giáo pháp kỳ diệu làm sao, khó tưởng tượng được rằng mình có được những sự an tịnh hỷ lạc như vậy. Thiền sinh sẽ tràn đầy lòng tin vì đã được thỏa mãn và trọn vẹn. Thiền sinh sẽ bắt đầu nghĩ đến việc chia sẻ những kinh nghiệm mà mình có được cho những người khác. Thiền sinh có thể tham vọng và đặt kế hoạch để truyền bá giáo pháp. Đó là âm thanh trong tâm bạn, một bài ca tán dương ca ngợi chiếc xe yên lặng mà bạn đã được đi. Lại cũng có những âm thanh khác kém hăng say, thích thú hơn. Đó là tiếng kêu the thé của các thiền sinh ngồi trên chiếc xe mà không hứng thú hay vui vẻ gì, hay vui vẻ gì cả. Họ là những thiền sinh không hành thiền tinh tấn. Trong việc hành thiền minh sát, nếu ít tinh tấn thì kết quả chẳng ra gì cả. Thiền sinh lười biếng, buông thả sẽ không bao giờ nếm được hương vị của giáo pháp. Họ có thể nghe được sự thành công của người khác. Họ có thể thấy những người khác ngồi thẳng thắn tĩnh lặng, dường như đang thích thú trong sự định tâm và phát triển trí tuệ. Riêng họ, họ bị tràn ngập bởi phóng tâm và chướng ngại. Hoài nghi sẽ bò vào tâm họ. Hoài nghi thiền sư, hoài nghi phương pháp hành thiền và hoài nghi cả chiếc xe. Họ phân vân và tự nhủ, đây là chiếc xe thô kệch, vô dụng, gây ra nhiều tiếng ồn và không đưa ta đi đến đâu được. Đôi lúc người ta có thể nghe được những tiếng than vang, rên rỉ vọng lại từ phía chiếc xe. Đó là những tiếng nức nở của các thiền sinh có đức tin nhiệt thành vào việc hành thiền và đã nỗ lực tinh tấn. Nhưng vì lý do nào đó, họ chưa đạt được nhiều tiến bộ như họ mong mỏi. Họ bắt đầu mất lòng tin, họ nghi ngờ không biết mình có thể đạt được mục tiêu không. Càng đi lạc đường, càng được nhiều gạo. Ở miếng có một câu nói để khuyến khích những người tận tâm hành thiền nhưng chưa đạt được kết quả mong mỏi. Người hộ tăng càng đi lạc đường càng có nhiều gạo. Ở các xứ Phật giáo có những người hộ tăng hay Anagarika là những người giữ 8 hay 10 giới. Họ cạo đầu nhưng không xuất gia như các nhà sư. Họ giúp chư sư mọi công việc trong chùa như những người đến làm công quả. Một trong những bổn phận của họ là đi quyên góp cho chùa. Ở Miến Điện, các vị hộ tăng này thường nhận được gạo từ những người có hảo tâm muốn giúp cho chùa. Vị hộ tăng dùng quan gánh để gánh gạo quyên góp. Có lúc các vị này có lẽ là mới nên bị lạc đường. Họ cố gắng đi trở lại con đường cũ để trở về. Các nhà hảo tâm tưởng rằng họ vẫn tiếp tục quyên góp nên tiếp tục ủng hộ. Thế là các vị hộ tăng lạc đường nhận thêm được nhiều gạo. Những thiền sinh hành thiền tinh tấn nhưng chưa tiến bộ như mình mong mỏi, xin đừng thất vọng. Hãy nghĩ đến người hộ tăng lạc đường này. Cuối cùng rồi bạn cũng sẽ được một gánh giáo pháp lớn lao. Như Đức Phật đã diễn tả, chiếc xe giải thoát có hai bánh xe. Vào thời Đức Phật,
xe được chế tạo như thế, nên Ngài dùng thí dụ này để người nghe dễ lãnh hội. Đức Phật giải thích rằng hai bánh xe là hai sự tinh tấn thể chất và tinh tấn tinh thần. Trong việc hành thiền cũng như trong các công việc khác, đòi hỏi phải có sự cố gắng tinh tấn. Chúng ta phải chăm chỉ, chuyên cần để thành công. Nếu tinh tấn được duy trì bền bỉ, ta sẽ trở thành một vị anh hùng hay một người dũng cảm. Dũng cảm tinh tấn là điều tối cần thiết trong việc hành thiền. Tinh tấn thể chất là sự tinh tấn để duy trì thân thể trong tư thế thích đáng trong lúc hành thiền, như đi, đứng, ngồi, nằm, vân vân. Tinh tấn tinh thần là tinh tấn trong việc chánh niệm và tập trung tâm ý để loại trừ phiền não. Hai bánh xe tinh tấn lăn đều để đưa chiếc xe thực hành chạy êm thấm đến đích. Trong khi kinh hành, bạn phải dỡ